Kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy các cô cùng quý đồng nghiệp. Trong cái buổi hội nghị hôm nay thì em xin phép được trao đổi với quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp một cái về cái vấn đề về chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ từ ung thư biểu mô tuyến tiến triển sau điều trị đích. Nội dung trình bày của em thì cũng có 4 phần. Nhất là một số vấn đề về đặt vấn xin lỗi ạ. Về đặt vấn đề về cái tiếp theo đó là về vấn đề chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ. Từ đó đưa ra cái hướng nghiên cứu và một số cái kết luận. Như chúng ta được biết là ung thư phổi là cái nguyên nhân là loại ung thư thường gặp nhất trên thế giới và cũng là cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo báo cáo của Global năm 2018 thì trên thế giới ung thư phổi có trên 2 triệu bệnh nhân mới mắc và có trên 1,7 triệu bệnh nhân tử vong do ung thư phổi. Còn ở Việt Nam thì ung thư phổi đứng hàng thứ hai ở cả hai giới sau ung thư gan với trên 23.000 bệnh nhân mới mắc. Có đến 80% bệnh nhân ung thư phổi đến viện ở giai đoạn cuối đã có những cái triệu chứng như ho, đau ngực, khó thở và các triệu chứng do ở các cơ quan di căn. Trong đó chỉ có tặng 18% bệnh nhân ở tất cả các giai đoạn có thời gian sống thêm từ 5 năm trở lên. Đặc biệt là ở giai đoạn 4 thì con số này rất là nghèo nàn, chỉ có 2% bệnh nhân có cái OS là từ 5 năm trở lên. Ung thư phổi thì được chia thành hai nhóm là ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 15% và ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 85%. Do cái sự khác nhau, sự phân biệt về cái giá trị tiên lượng cũng như cái lựa chọn phác đồ điều trị thì người ta có thể phân thành cái ung thư phổi không tế bào nhỏ thành ung thư biểu mô vẩy và tuyếp là không phải biểu mô vẩy, gồm các tuyếp là ung thư biểu mô tuyến, tế bào lớn, tế bào tuyến vẩy hoặc là các ung thư biểu mô khác. Về điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ hiện nay thì là điều trị đa mô thức, bao gồm nhiều biện pháp phối hợp với nhau như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, điều trị đích, biện pháp miễn dịch và các biện pháp điều trị tại chỗ. Trong đó thì điều trị đích hiện nay là xu hướng chung ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa ở Việt Nam cũng như trên thế giới mà có đột biến gen EGFR dương tính, bao gồm các cái thuốc thế hệ 1 như là gefitinib hay là erlotinib, thế hệ 2 có afatinib và thế hệ 3 là osimertinib. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là điều trị đích thì giúp giảm triệu chứng, kéo dài thời gian sống thêm của bệnh nhân cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống với trung vị thời gian sống thêm bệnh không tiến triển khoảng từ 10 đến 14 tháng. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy rằng là sau khoảng 12 tháng điều trị thì có sự kháng lại các thuốc TKI bởi các nguyên nhân khác nhau, mà trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất đó là sự xuất hiện của đột biến T790M khoảng 50 đến 60%. Ngoài ra thì có các loại đột biến khác như là MET khoảng 5 đến 20% hay HER2 và có cả sự xuất hiện của trạng chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ. Thì chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ xảy ra khoảng với tỷ lệ khoảng 5 đến 14%. Và có một số báo cáo thì con số này có thể lên đến 20%, tức là cứ 100 bệnh nhân của chúng ta sau khi điều trị đích bằng các thuốc TKI thì có khoảng có thể là 20 bệnh nhân trong số đó là có chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ. Và cái chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ này nó là cơ chế kháng thuốc cho cả TKI thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3. Tuy nhiên, cái vấn đề về cơ chế của sự chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ như thế nào cho đến hiện tại vẫn chưa được rõ ràng. Trong cái bài trình bày này thì em muốn bàn luận về cái cơ chế chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ từ ung thư biểu mô tuyến và tiến triển sau điều trị đích. Cho đến thời điểm hiện tại thì người ta đưa ra 4 cái giả thuyết chính về để giải thích cái cơ chế của sự chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ từ ung thư biểu mô tuyến sau điều trị TKI. Cơ chế thứ nhất đó là sự xen lẫn giữa ung thư biểu mô tuyến và ung thư phổi tế bào nhỏ trong cái mẫu mô ban đầu. Cái cơ chế thứ hai đó là các thuốc TKI chính là cái yếu tố trực tiếp mà gây chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ. Cơ chế thứ ba là vai trò của cái đột biến TP53 và mất RB1. Và cơ chế thứ tư đó là cơ chế về chung một nguồn gốc tế bào. Đi vào cái cơ chế thứ nhất đó là sự xen lẫn giữa ung thư biểu mô tuyến và ung thư phổi tế bào nhỏ. Thì cái giả thuyết này nói rằng là trong cái mẫu mô ban đầu của bệnh nhân khi được xét nghiệm giải phẫu bệnh thì có sự xuất hiện của cả ung thư biểu mô tuyến và cả ung thư phổi tế bào nhỏ. Tuy nhiên, cái tế bào ung thư phổi tế bào nhỏ nó chiếm tỷ lệ ít và nó bị át đi. Và ở bệnh nhân có đột biến gen EGFR dương tính được điều trị đích bằng các thuốc TKI thì sau một thời gian điều trị, các tế bào ung thư biểu mô tuyến sẽ giảm xuống. Khi đó thì các tế bào ung thư phổi tế bào nhỏ sẽ phát triển nhanh hơn và làm cho bệnh tiến triển. Và cái cơ chế này ban đầu nghe có vẻ hợp lý, tuy nhiên như chúng ta đã biết là cái ung thư phổi tế bào nhỏ là một loại ung thư mà tiến triển nhanh và di căn sớm. Còn ở bệnh nhân mà ung thư biểu mô tuyến
thì có cái EGFR dương tính điều trị TKI thì sau nhiều tháng, nhiều năm mới tiến triển. Như vậy thì tại sao cái trong cái thời gian đó mà cái tế bào ung thư phổi tế bào nhỏ nó lại không tiến triển? Như vậy thì cái giả thuyết này có hợp lý hay là không? Cái cơ chế thứ hai đó là TKI chính là cái yếu tố trực tiếp để gây chuyển dạng tế bào nhỏ. Thì ca lâm sàng đầu tiên mà người ta thấy có sự chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ đó là từ năm 2006 ở một bệnh nhân nữ 45 tuổi không hút thuốc, được chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến có đột biến gen EGFR dương tính ở exon 19. Bệnh nhân được điều trị bằng erlotinib thì sau 18 tháng thì bệnh tiến triển. Khi sinh thiết lại thì thấy là có chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ và vẫn có đột biến EGFR ở exon 19. Thế thì các nghiên cứu tiếp theo thì người ta cũng thấy rằng là cái việc chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ này gặp ở bệnh nhân có đột biến gen EGFR và điều trị TKI nhiều hơn là bệnh nhân không có đột biến gen EGFR. Và cái biểu hiện protein của EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ này nó thấp hơn so với ung nguyên phát. Do đó nên là dù có đột biến gen EGFR dương tính nhưng vẫn không có đáp ứng với điều trị TKI. Như vậy thì đây cũng là một cái cơ chế chúng ta có thể hướng đến là giải thích có phải TKI chính là nguyên nhân gây chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ hay không. Cái cơ chế thứ ba mà người ta nhấn mạnh đó là vai trò của đột biến TP53 và RB1. Thì người ta thấy rằng là cái đột biến TP53 là tumor protein 53 và RB1 retinoblastoma 1 thì chiếm tỷ lệ rất cao ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. Và khi giải trình tự gen ở các bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ thì ta thấy là đặc biệt cái đột biến RB1 này chiếm gặp ở 100% bệnh nhân. Trong cái sơ đồ này thì tác giả giải thích từ một cái nhóm tế bào nguồn ban đầu thì có thể sẽ là nhóm u thần kinh nội tiết và u không phải u thần kinh nội tiết. Từ cái nhóm u thần kinh nội tiết, nếu như mất cái RB1 và TP53 thì nó sẽ phát triển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Còn ở cái nhóm mà không phải u thần kinh nội tiết thì có hai hướng. Một hướng là nó có thể chuyển thành cái nhóm là u thần kinh nội tiết và sau đó nếu như xuất hiện cái đột biến TP53 và RB1 thì nó cũng sẽ phát triển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Nhóm thứ hai là nó phát triển thành cái nhóm ung thư phổi không tế bào nhỏ nhưng mà nhóm u thần kinh nội tiết không phải tế bào nhỏ. Thì nếu như cái nhóm này mà cũng có sự xuất hiện của đột biến TP53 và RB1 thì nó cũng sẽ chuyển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Cái đột biến TP53 thì người ta cũng thấy là nó gặp ở ung thư phổi, ung thư biểu mô vẩy chiếm khoảng tỷ lệ là 23%. Tuy nhiên như chúng ta đã biết là tiếp ung thư biểu mô vẩy thì rất là ít gặp cái đột biến gen EGFR dương tính và hầu như là không có chỉ định TKI. Mới đây thì cái thuốc afatinib thì được approve cho cả ung thư biểu mô vẩy. Còn cái đột biến gen EGFR và cái KRAS thì hầu như là không có ở ung thư phổi tế bào nhỏ. Vậy thì cái vai trò của đột biến gen TP53 và RB1 ở đây là gì? Có phải là nó đã đóng góp vào cái quá trình chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ ở bệnh nhân điều trị TKI hay là không? Cái cơ chế thứ tư đó là cơ chế về chung một nguồn gốc. Thế thì như chúng ta đã biết là cái tế bào thần kinh nội tiết ở ngoại vi thì nó có thể phát triển thành cái ung thư phổi tế bào nhỏ. Và cái tế bào thứ hai đó là cái tế bào phế nang 2. Tế bào phế nang 2 thì nó phát triển thành cái ung thư phổi biểu mô tuyến. Tuy nhiên khi mà sự xuất hiện của đột biến TP53 và RB1 thì kể cả các tế bào thần kinh nội tiết thì nó cũng sẽ phát triển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Và người ta cũng thấy rằng cái tế bào phế nang 2 này nếu như có sự xuất hiện của đột biến TP53 và RB1 thì nó cũng phát triển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Như vậy thì từ cái tế bào phế nang 2 sẽ có thể có sự xuất hiện của đột biến gen EGFR, xuất hiện ung thư biểu mô tuyến và có thể xuất hiện ung thư phổi tế bào nhỏ. Thế thì cái con đường từ cái tế bào phế nang 2 để thành ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó có thể đi theo hai con đường. Con đường thứ nhất là trực tiếp từ tế bào phế nang 2 này có sự xuất hiện của đột biến, nó phát triển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Con đường thứ hai đó là từ cái tế bào phế nang 2 có đột biến tạo thành có sự xuất hiện của đột biến gen EGFR dương tính, sau đó có đột biến tiếp tục xảy ra và chuyển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Về cái vấn đề tiến triển sau điều trị các thuốc TKI thì chúng ta biết là cái vấn đề mà sinh thiết lại là rất cần thiết và rất quan trọng ở những bệnh nhân mà tiến triển sau điều trị TKI. Mục đích là để lựa chọn các phác đồ điều trị tiếp theo. Ví dụ như thuốc
Pemetrexed chúng ta chỉ điều trị được ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mà không có chỉ định ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ chẳng hạn. Tuy nhiên cái vấn đề sinh thiết lại ở những cái bệnh nhân này là hết sức khó khăn, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà bệnh tiến triển, như mà nó di căn xương chẳng hạn, hoặc di căn não, hay là di căn dạng hạt kê hay phổi, thì cái vấn đề sinh thiết lại ở cái khối u nguyên phát hoặc là những cái vị trí di căn thì rất là khó khăn. Do đó cái vấn đề để có một cái xét nghiệm mà thay thế là rất cần thiết. Về cái vấn đề đột biến gen TP53 và RB1, như cái bài trình bày của em đã đưa ra thì hầu như là 100% bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ thì có sự xuất hiện của hai loại cái đột biến này. Và từ cái tế bào thần kinh nội tiết, khi có sự xuất hiện của hai cái loại đột biến này sẽ phát triển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Từ tế bào biểu mô phế nang 2, khi sự xuất hiện của hai loại đột biến này cũng phát triển thành ung thư phổi tế bào nhỏ. Vậy liệu cái hai cái loại đột biến này có phải là một cái xét nghiệm mà chúng ta có thể thay thế để tiên lượng cho bệnh nhân ở điều trị bằng TKI khi bệnh tiến triển nó có xu hướng sẽ chuyển thành ung thư phổi tế bào nhỏ hay là không? Do đó chúng em có đưa ra một cái hướng nghiên cứu, đó là xác định cái mối liên quan giữa sự xuất hiện của hai đột biến là TP53 và RB1 với việc chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ từ ung thư phổi không tế bào nhỏ, mà đặc biệt là ung thư biểu mô tuyến có đột biến gen EGFR dương tính và tiến triển sau điều trị đích bằng các thuốc TKI, với mục tiêu là đi giải quyết 4 cái câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là tỷ lệ chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ từ ung thư biểu mô tuyến có đột biến gen EGFR dương tính tiến triển sau điều trị đích là bao nhiêu? Trong cái nghiên cứu Pioneer mà có sự tham gia của thầy Khoa thì chúng ta đã biết là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ đột biến gen EGFR dương tính là cao nhất với tỷ lệ là 64,2%. Thế thì cái tỷ lệ chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ từ cái những bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đó sau điều trị TKI thì ở Việt Nam chúng ta như thế nào? Cái giải thuyết, cái câu hỏi thứ hai đó là tỷ lệ đột biến TP53 và RB1 ở bệnh nhân tiến triển sau điều trị đích, và sau đó đối chiếu với kết quả mô bệnh để sinh thiết lại để thấy được rằng là có hay không có cái sự xuất hiện của hai loại đột biến này khi chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ, và ngoài cái nguyên nhân là chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ thì cái hai cái loại đột biến này nó có xuất hiện ở các cái tuyếp biểu mô khác hay là không. Cái vấn đề thứ ba đó là giá trị chẩn đoán của hai cái đột biến này là như thế nào ở bệnh nhân có chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ, và liệu hai cái đột biến này có thể thay thế cho việc sinh thiết lại ở bệnh nhân có kháng TKI để định hướng rằng khả năng bệnh nhân đó có chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ hay không để lựa chọn cái hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Và một cái mục tiêu nhỏ thứ tư đó là ở những cái bệnh nhân này thì có khi mà cái chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ rồi thì đột biến EGFR và T790 như thế nào, nó có xuất hiện tiếp hay là không. Từ những cái vấn đề mà em đã trình bày thì em xin kết luận trên 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ thì là một trong những nguyên nhân gây kháng thuốc điều trị đích ở bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến có đột biến gen EGFR dương tính. Vấn đề thứ hai là cho đến nay có 4 cái giả thuyết chính được đưa ra để giải thích về cái cơ chế của cái vấn đề chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ này. Tuy nhiên vẫn chưa có đáp án cuối cùng. Thứ ba là các nghiên cứu tiếp theo là rất cần thiết để xác định cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ. Và cái thứ tư đó là cần có một phương pháp xét nghiệm có giá trị định hướng về chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ để thay thế cho sinh thiết lại ở những bệnh nhân này. Thì trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của em. Em xin chân thành cảm ơn và hy vọng là cũng có thể có một cái định hướng, có thể có một cái sự phối hợp giữa các trung tâm, giữa các bệnh viện để chúng ta có thể có một cái hướng nghiên cứu về cái vấn đề chuyển dạng ung thư phổi tế bào nhỏ này. Em xin chân thành cảm ơn ạ.